Hôm nay Duy Nguyễn xin review cây đàn này cho cả nhà mình nè. Thì cây đàn này đây, gỗ đẹp nha, mật thông gỗ đẹp, cây này rất đẹp luôn, đẹp tuyệt vời luôn. Dạ. Này đàn mới nha, đàn mới 100% luôn, nhưng mà nó bị lỗi chỗ này. Thì Duyên đã xử lý ép keo, đã sơn rồi thì nó không điều màu xíu. Thì Duyên thanh lý cho cả nhà mình là điều gửi. Thì cái này là bảo hành cho anh em 12 tháng luôn nha. Đó, cây này thì tiếng là khá là hay, tiếng tuyệt vời. Tiếng kép rất đẹp nha. Tiếng khá ok nha, thì em đần trực tiếp chứ không có qua thu nha. Thì em test cho cả nhà mình nghe thử một khúc. Nếu mà quý anh em có nhu cầu thì ủng hộ Duyên nha. Thì cây này là nói chung là nó rất là đẹp, không có gì hết. Tại mình nhìn kỹ, em quay kỹ mọi người mới thấy này thôi, chứ còn mình sơ sơ cũng không thấy. Thì chú ý mọi người ấy, thì cây này là em tặng luôn cả bao da cho cả nhà mình nha. Thì giá là 1,5 triệu, em thanh lý em giảm cho mọi người 300k ha. Thì bằng cái giá em nhập về.